Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem nick của bạn là FBVCZXNM. Ok, bạn này thì level 80, chưa có đột phá siêu hạn. Rồi, để xem nào. Bạn này thì đơ quá, mọi người có để ý không? Cái cầu tàu nó rất là đơ luôn. Mình chơi trên điện thoại, mình chơi trên điện thoại của mình thì không hề sao, nhưng mà không hiểu sao cứ cái cầu tàu này ở trên máy tính thì là nó đơ. Không hiểu. Ôi dồi ôi. Bạn này thì mới lên tàu được có 153 ngày thôi. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 12 tháng 5 năm 2023. Và ok, thanh niên này thì không có nào. Thôi, dẹp dẹp cái đây nhá. Mình thoát ra, mình đứng ở cái cầu tàu này thì nó rất là đơ, nhưng mà tất cả những chỗ khác thì không sao hết. Đây, vào trong này thấy rất là mượt mà này. Xong ở chỗ người cộng tác cũng thế. Đây mọi người thấy không? Rất là mượt. Nhưng mà riêng ngoài cái cầu tàu này thì nó cực kỳ là lag luôn. Chịu. Ok, nick của bạn này thì vừa mới chơi rồi không biết là như nào. Không biết như nào đây. Thanh niên này. Ố. Sao kiểu giờ mấy bạn mới chơi mà có nhiều Valkyria nhỉ? Ở đây thì mình có thấy bạn ấy có The Dreamweaver này. Có hơi chơi Human luôn. Có chắc là hơi chơi xuyên tiền thì bạn ấy lấy Free và có cả Luna. Ui. Sao giờ kiểu mấy bạn mới chơi mà đã có khá là nhiều Valkyria rank S rồi. Không biết là đồ đạc thì như thế nào đâu, để chúng ta xem từ từ nhá. Đầu tiên thì bạn ấy có một con bé free mà ai cũng có cả và đang cày lên mức rank SS rồi. Đây thì là một con bé được bảo hộ bởi nghi thức vô tồn. Đấy, cái vòng sao của con bé này thì nó có thể tích kết hợp được với lại tất cả những vòng sao của những nhân vật khác. Một con bé gọi là support lửa điện băng vật lý luôn, nhưng mà chỉ đối với những Valkyria có vòng sao thôi nhá. Còn những Valkyria phần 1 mà không có vòng sao thì chúng ta lại không thể nào mà chơi được. Vẫn có thể support được nhưng mà nó không hợp, thật sự là nó bởi vì nó sinh ra là không phải là để dành cho những Valkyria đấy đâu. Nên là chúng ta chỉ gọi là lắp cho có thôi. Tiếp theo thì là Griselle, đây là Griselle cũ. Griselle nhỏ thì bạn ấy đã có Full set Kazene đang cầm tạm cây trấn của CE, nhưng mà không biết là bạn này đã có. Ok, Griselle cũ này. Wow. Helia của bạn ấy có trấn và full set. Đây là set trấn phái của Helia này. Đấy. Đấy. Bây giờ full gear là điều rất là bình thường, nhưng mà quan trọng là xem ai có chấn và xem ai có chấn đồng điệu level cao hơn. Ở đây thì bạn này mới có chấn đồng điệu level 1 thôi. Nếu như mà sau này mọi người có chấn đồng điệu level 3 thì nó sẽ thêm rất là nhiều chỉ số. Ok, ở đây thì con bé Magical Siren thì bạn ấy không muốn nuôi. Sugarikira cũng không muốn nuôi. Đây. Đây là Valkyria rank S đầu tiên của bạn này roll được ra nhân vật. Và thậm chí là bạn này roll. Mình cứ tưởng là full gear cơ. Ở đây thì bạn này đang có cái top mid Alexandra thiếu bot, nên là đang lắp tạm cái bot Marco Polo có cây chấn. Đây là nhân vật đầu tiên cũng là nhân vật duy nhất trong game sử dụng cái thương. Vũ khí, một dạng vũ khí mới là thương. Bây giờ những Valkyria mới thì toàn có vũ khí mới. Đây con bé này cũng có vũ khí mới. Nó là cái nỏ bắn nhanh. Gọi là cái nỏ bắn nhanh. Còn của Helia thì là lõi cơ động, còn của Coralia thì gọi là búa búa nha. Đấy, bây giờ những nhân vật mới là không có dùng chung vũ khí với lại những nhân vật cũ đâu. Lý Tố Thường một nhân vật rõ ràng cầm kiếm đi đánh nhưng mà lại là nhiều vũ khí mặc định của nó lại là găng tay ngộ ha. Ok, Lý Tố Thường bạn ấy đang ở mức rank S1, 24 trên 25 mảnh rồi, thiếu đúng một mảnh nữa là bạn ấy lên được mức rank S2, cây trấn và top như đây, Meet Robert Berry và Boss Anna hơi bị kiểu nồi cháo heo nhỉ. CE, ôi, CE lại có thêm một cây mỏ neo du thuyền này. Tatsusana, ghê đâu, hình như là bạn ấy chưa có ghia. Có mấy cây chấn không? Eden, wow. Thánh súng Kailen. Ủa, Kailen này bạn ấy lấy đâu ra vậy? Bạn ấy lấy đâu ra vậy? Really? Đây là Hurt Human của bạn này đã có cây chấn và full set Alicia Pristine. Rồi Hurt Human đang ở mức rank S0. Một Valkyra DPS băng. Fit Hurt Sentient và vô tồn. Cái gì đây? Mid Zeno top bot. Nếu như thiếu mid thì bạn ấy có thể lắp cái mid Mid Hander được mà ta. Chiếc hộp nhiều máu, ok full gear.
Luna Full Gear, Dreamweaver Full Gear, có Helia Full Đồ. Ủa, có lệ Helia Full Đồ. Ủa, thế Senaria đâu? Thế Senaria đâu? Ủa, thế bạn ấy roll Full Gear, bạn ấy đã roll chấn cho Helia, nhưng bạn ấy lại không hề roll Senaria. Chắc là roll con bé này trước, còn đợi bao giờ Senaria bay quay trở lại banner của Helia, banner của Senaria quay trở lại thì bạn ấy lại roll lại chăng? Mình cũng không biết nữa, bởi vì con bé Helia này thì nó chỉ có thể support cho Senaria thôi, nó làm gì support cho những Valkyra nào nữa đâu. Bạn nào mà cầm Helia support cho Luna là thấy bà nội luôn đấy, đừng nha. Nếu như mà để xếp team ấy thì cũng kiểu bạn này có đúng một con bé Full Gear. À không, bé này làm gì đã full, chưa full, bạn này chưa có một Valkyra nào full cả. Thế thì nếu như mà chỉ xếp mỗi nhân vật không thì bạn này có Luna này, nhưng mà ở Luna với Eden à, thế hơi chậm chút đâu, bạn này cũng chưa có hơi chậm chút. Senaria thì cũng không, team băng thì có một hai Valkyra support. À chắc bạn ấy sẽ cầm cái team là hơi chịu human này, Lý Thứ Thường với Kira thì sẽ được một cái team băng, nhưng mà chưa con bé nào full gear hết. À đâu, có một hơi chịu human full gear. Đúng rồi, đây là Valkyra duy nhất của bạn ấy full gear. DPS sẽ gánh hai con bé này. Còn team vật lý thì mình cũng không có thấy ổn lắm, bởi vì bạn này thì chưa có hơi chịu rebirth, thế là sẽ phải cầm hơi chịu xuyên tiền đi làm support rồi. Chắc mình nghĩ là như thế rồi, hơi chịu xuyên tiền sẽ support cho bé này. Hai con bé này support hả? Bạn này thì, à đây, TA thì cũng đang cày lên SS, nhưng mà chưa có đồ. Bạn này thì mới chơi cho nên là bạn ấy đang roll được ra khá là nhiều Valkyra S rank, nhưng mà lại chưa có đồ nhiều, cũng chưa có xếp được team. Đây nhá, nếu như bạn ấy không, mình nghĩ là bây giờ newbie thì không nên chơi những Valkyria đời cũ nữa, mà bây giờ nên tập trung cho những Valkyria ở phần 2 thì hơn. Ví dụ như ở bạn ấy đã có Helia Full Gear với Dequaria rồi thì bạn ấy có thể là nuôi Senaria. Đấy. Với lại có một số bạn, các bạn hỏi là nếu như bây giờ chưa có Senaria thì có nên roll Thelema không? Thì câu trả lời của mình là bây giờ nếu như mọi người có pha lê thì đến phiên bản 7.4 cứ roll Thelema đi, cứ roll Thelema về. Sau này khi mà banner của Senaria quay trở lại thì chúng ta sẽ roll thêm Senaria nữa, bởi vì Senaria là một nhân vật rất là đa dụng, nó support lửa điện băng luôn, lửa điện băng full nguyên tố đấy. Hơn nữa là chúng ta lại được free thêm cả con bé Coraria này nữa. Trước sau thì mọi người cũng nên roll Senaria thôi, nên là bây giờ mọi người để thành pha lê để sau này roll đi cũng được, bởi vì bây giờ cũng không có banner để mọi người roll đâu. Những Valkyria phần 2 thì đương nhiên rồi, những Valkyria trong phần 2 thì nó sẽ rất là mạnh và nó sẽ on meta rất là lâu. Mọi người yên tâm, cứ những Valkyria nào mới ra thì nó sẽ có đất diễn rất là nhiều, cho nên mọi người yên tâm, roll những Valkyria mới ra là nó sẽ không bao giờ thọt đâu, yên tâm. Đấy, chẳng hạn như của bạn này thì hơi tiếc là bạn này chưa có Senaria, thì bạn này có thể roll Senaria sau này nếu như mà có banner quay trở lại và roll thêm Thelema và những Valkyria phần 2 có vòng sao ở những phiên bản sắp tới như phiên bản 7.5 trở đi. Đấy, đấy là đối với những Valkyra phần 2 nhé. Còn những Valkyra phần 1 thì lại chẳng thể nào kết hợp được với những Valkyra phần 2. Cho nên là nếu như bạn ấy đang nuôi con bé này thì bạn ấy có thể là... Sao? Bạn ấy có thể roll hơi chụp chút về để support cho Luna cũng được. Còn The Dreamweaver thì bạn ấy nên có thêm bé hơi trường Rebirth và TA Full Gear nữa. TA team ngon nhất thì sẽ là bé này, bé TA với lại bé Sele hơi trường Rebirth. Đấy, đây là cái team vật lý cho The Dreamweaver nhá. Với lại thì mình cũng có recommend cho bạn ấy cho cái team của Luna rồi. Còn team nào nữa? Team vòng sao thì cũng nói rồi. Team băng hả? Team băng thì sắp tới thì có thể roll Senaria với lại Thelema và cộng thêm Coraria hoặc là Helia đó. Nhưng bạn ấy giống mình bởi vì bạn ấy chưa có Senaria nên là nó rất là nan giải, nó rất là khó để nói. Còn bây giờ nếu như mà mọi người đã có Senaria rồi thì bây giờ roll Valkyra nào trong thời gian sắp tới thì cũng easy được, cũng rất là đơn giản.
chúng ta đã có một vai kia là support đánh nha rồi, thì những vai kia đó sau này roll nó rất là dễ, còn nếu như mà chưa có thì nó rất là khó nói. Điển hình như là bây giờ có Luna mà không có hơi chụp trước thì không biết là cầm cái gì đi support cho Luna luôn, bây giờ không có hơi chụp trước thì cũng chả biết cầm cái gì đi support cho team lửa đúng không, kể cả cái team chịu hỗ trợ. Ui rồi lại thoát ra ngoài này lại bị đơ. Ok, tiếp theo thì mình sẽ sâu đến cái phần người cộng tác sâu quê. Sau này cầm với lại Thelema thì mình cũng thấy là gần như là mọi người đều cầm sông quê, đều cầm sông quê. Sông quê là một Valkyra support, một nhân vật người cộng tác support điện. Có thể là sau này sẽ có thêm nhiều nhân vật người cộng tác nữa, có thể là support băng cho Thelema cũng nên. Nhưng mà hiện tại bây giờ chưa có nên là mọi người đều dùng sông quê cả. Sông quê, thật sự mình cũng không hiểu vì sao tên lại là sông quê luôn. Sông quê thật luôn, như một trò đùa. Ở đây bạn ấy có luôn được ra ép Elysia đang ở 2 sao. Ok, Elysia 2 sao này chưa có đột phá siêu hạng. May là bạn ấy chưa có đột phá siêu hạng, mình nghĩ là chưa nên đâu. Sau này nếu như bạn ấy có Thelema full gear và Xenadia full gear thì có khi còn suy nghĩ lại, bởi vì đã có 2 team rất là ngon rồi, một là team băng, hai là team 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 lôi số ảo à, team lôi team lôi bụi sao, team lôi bụi sao và team băng robot đấy. Và sau này nó còn ra thêm 1 tỷ Valkyria khác nữa cơ, nên là mọi người cứ đau khổ dần dần đi. Nick của mình đây bây giờ không có Zenadia, không có Thelema, không biết là liệu sống sao đây, không biết là có ngáp nổi trong những phiên bản sắp tới không, chắc mình cũng xuống đau khổ ngồi luôn. Cuối cùng thì Ren Honkai cũng chỉ ở đau khổ mà thôi. Lượng tử đa tạp sen đỏ, lượng tử đa tạp sen đỏ tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 29,63%. Thôi bấm ngoài này đơ lắm, bấm vào trong này đi. Ok, đấy là những Valkyria mà mình recommend cho bạn ấy và có thể là gọi là giới thiệu và nói. Chắc là nếu như bạn xem xong video này bạn cũng biết rằng là nên nuôi những nhân vật nào rồi đúng không? Kiểu nó rất là khó. Bây giờ chúng ta đổi hết Valkyra, những Valkyra phần 1 thì tự chơi một mình, những Valkyra phần 2 thì cũng tự chơi một mình luôn. Bây giờ là dần dần những Valkyra phần 1 nó out meta dần rồi, nên là mọi người cũng nên đổi mới dần đi. Như bạn newbie thì mình cũng nghĩ là không, cũng không có nên là roll để chơi những Valkyra phần 1 nữa. Bây giờ nên tập trung và chơi những Valkyra phần 2 thôi. Thật sự.